Thế thì các bạn, một cái con Amley 2N đời lớn của Marantz, đó là model 15S2. Đây là một cái con màu vàng rất là đẹp. Bây giờ mình cắm điện lên. Con này thì nó có thiết kế, cái đẹp của nó là nó có thêm hai cái dải đèn xanh hai bên này. Nào, chúng ta có thể thay thế được cái đèn ngủ rất là đẹp. Một cái màn hình 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 tròn và giữa sẽ hiển thị cái số của volume. Đó. Volume này nó sẽ từ âm vô cùng min cho đến cái số này, nó âm lần lên thì nó sẽ là lớn lần lên nha. Bass, treble, nút nguồn. Bên trái của chúng ta là nút chuyển cổng. Con này lúc mới ra mắt nó có giá 40 triệu lận, rất là lớn. Đây là một cái dòng mà cũng không phải là cổ, mà nó mới sản xuất khoảng những năm 2015 đến năm 2019, rất là mới ra thôi. Và thiết kế của nó thì rất là đẹp, và ở bên trong của nó chạy tân phô nguồn xuyến, lắp ráp tại Nhật Bản nha. Công suất tiêu thụ của con 15S2 này là 220W, công suất ra loa là 208 cho một cặp 4 ohm và 200 cho một cặp 8 ohm nha. Cái mặt mấy cái mặt phay này này, hai cái miếng hai bên này cũng là bằng kim loại, và miếng ở giữa này là bằng nhôm, phay nhôm này. Những cái con đời nhỏ thì hai cái miếng hai bên nó sẽ làm bằng nhựa, như những cái con 8003, 8004, 8005. Nên những con đời nhỏ 4 số này nó không có hai cái dải đèn này. Chúng ta có cái nút B Direct để chúng ta làm cạc bao. Tông bên này để chúng ta bấm để chỉnh bass treble, speaker để tắt loa, display để tắt màn hình. Đó. Giá rất là rẻ luôn. Chỉ có 20 triệu rưỡi thôi. Rất là đẹp. Rồi giờ mình mở bên trong cho các bạn xem. Mình mở hai cái con ốc này rồi nha. Trước khi mở bên trong thì mình quay phía sau nè. Rồi con này có ngõ rề ảo cho chúng ta có thể ra sấp hoặc là lấy nó làm một cái rề. Nó chỉ đánh duy nhất một cặp loa thôi. Sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V nha. Rồi bây giờ mở bên trong nha. Để mình coi, mình tháo cái ốc nha. USB 128G sẽ có giá là 800 ngàn, còn USB 1000G sẽ có giá là 2.500.000. Bây giờ mình đã mở bên trong của cái máy này ra rồi. Các bạn có thể xem là nội thất nó cực kỳ khủng. Nhớ rút dây nguồn ra nha. Thì mình ta mở máy nhiều khi chúng ta không để ý, chúng ta chưa rút dây, chúng ta sờ vào mấy cái tủ nó dễ bị giật điện. Cục tân phô tròn rất là to. Hai bên của nó là hai dãy tản nhiệt. Sò nó sẽ chạy hai bên. Mỗi bên là hai con, hai bên là bốn con MOSFET lớn nha. Thì cái con này thì nó mạch rất là sạch, bao riêng tuyệt đối cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại và test nhạc nha. Hồi nãy mình nói về USB thì chưa rõ lắm, thì cái loại 128G 800 ngàn sẽ chứa được khoảng 2.000 bản nhạc, tương đương với 200 cuốn đĩa. Còn loại 1.000G sẽ chứa được 15.000 bản nhạc, tương đương với 1.500 cuốn đĩa. Ngàn gây thì nó sẽ có loại các loại nhạc như nhạc Việt, nhạc quốc tế và nhạc đi đây nữa. Còn 128 GB thì dung lượng ít hơn nên mình chỉ tuyển chọn nhạc Việt thôi. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền, bàng hoàng lạc gió mấy miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm, ngựa buông vó người đi chung chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca già lan như
đời bỏ ngó đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ, mắt đã mù, tóc xanh, đèn vầng trán thơ, dòng sông đó, loài dòng yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao, ngàn mây sớm chiều nay về đây treo lững lờ. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước cuối. Bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ, mắt đã mù, tóc xanh, đèn vầng trán thơ, dòng sông đó, loài dòng yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên. Mong những ngọt bùi từ đây
đôi cánh tay ngoan. Từ đây giã từ lời nói điêu hoa, từ đây chỉ còn lại mình ta giã thêm. Đường tình vừa xa, xác thân đau ra rời. Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tanh, nên lẻ loi tìm đến. Ta cảm ơn tình nhân đã điều ta đến mộ phần. Từ lời nói điêu hoa, từ đây chỉ còn lại mình ta ra thêm tuổi chia xa. Tiếc cho ngày đã qua, đường tình vừa xa, xác thân đau ra rời. Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tanh, nên lẻ loi tìm đến. Ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Ta đến.